Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang có tham vọng xây dựng một ngọn núi nhân tạo để tăng lượng mưa và giải quyết tình trạng thiếu nước ở quốc gia này. Theo cơ quan quản lý nước và điện liên bang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trung bình một người dân của họ sử dụng 550 lít nước mỗi ngày, tức là gấp từ 2 đến 3 lần so với mức tiêu thụ quốc tế là từ 170 đến 300 lít nước. Chính vì nhu cầu sử dụng cao như vậy đã khiến cho nước trở thành vấn đề cấp bách ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vì nước tại đây không có nhiều do khí hậu nắng nóng. Kế hoạch xây dựng núi nhân tạo vì thế đã được đề cập đến với sự hợp tác của trường đào hợp tác cho Trung tâm Khí quyển của Mỹ. Sự xuất hiện của những ngọn núi nhân tạo sẽ giúp cho không khí ngưng tụ thành mây và mây tạo ra mưa.